mừng trợ lý biên tập Annabelle. Em chỉ cầu xin chị một điều duy nhất thôi, chỉ là mơ cho em quay về. Chỉ là mình lo lắng đến mức bị ám ảnh thôi, chứ Nam Phong không thể nào nhận ra mình được. Không thể nào, không thể nào là không thể nào.